Vâng em chào các bác nhé Chào mừng các bác đã đến với kênh youtube của điện thoại Dũng Kiên Có địa chỉ tại Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương Số điện thoại liên hệ 0978-336-559 và 0971-336-559 các bác nhé Hôm nay em lên cho các bác một siêu phẩm iPhone 13 Pro Max các bác nhé Con này là bản chính hãng của Việt Nam mình Rồi. Bản chính hãng của Việt Nam mình đẹp xuất sắc các bác nhé Không một vết nào các bác Đẹp không tì vết các bác nhé em à quay chi tiết cho các bác xem Trước khi giới thiệu về cây máy này thì em quay chi tiết cho các bác xem nhé. Rồi. Đẹp không tì vết các bác này. Không có một vết xước nào hoặc vết va đập bẹp méo nào các bác nhé. Các bác phát hiện ra có vết va đập bẹp méo cho máy luôn. Cam kết zin từ A đến Z chưa qua sửa chữa, chưa qua bảo hành các bác nhé. Rồi các bác cứ check email thoải mái chưa qua bảo hành. Chưa qua sửa chữa các bác nhé. Toàn bộ máy cực kỳ đẹp các bác này à, Em quay cái viền Cái viền này thì tay mình nó có mồ hôi Cứ chạm vào thì nó mờ mờ đâm ra Em cứ nâu đến đâu thì em quay đến đấy các bác nhé à, Hiện tại là em đang bao ship toàn miền Bắc các bác nhé Còn khu vực miền Nam là hiện tại các đơn vị giao hàng Người ta ngừng nhận hàng Qua đầu riêng bắt đầu mùng 6 Tết là bắt đầu nhận hàng các bác nhé Còn hiện tại là không nhận hàng các bác nhé Emma chỉ bao ship toàn miền Bắc thôi Các đơn vị giao hàng người ta vẫn nhận hàng miền Bắc các bác nhé à, Nhận cho đến ngày 26 Tết là người ta cũng nghỉ nốt rồi các bác nhé Người ta giao nốt số hàng còn lại thôi Đây các bác này Màu xanh Cực kỳ đẹp các bác nhé Không tỉ vết luôn các bác này Đây Cả mặt cũng rất là đẹp các bác nhé máy chưa qua mông mã sửa chữa các bác cứ phát hiện mông mã sửa chữa mà tặng luôn cây máy này các bác nhé tặng các bác luôn rồi. cực kỳ đẹp 13 Pro Max bản 128g các bác nhé hàng chính hãng tại Việt Nam mình các bác nhé VN Việt Nam các bác này đẹp không tỉ vết đây Rồi vừa mà nâu qua giờ em quay cho các bác đây Rồi bác nào thích thì alo trực tiếp cho em qua hai số điện thoại nhé em chụp ảnh chi tiết em gửi lại cho các bác nhé các bác ở à, à, các tỉnh như là Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng Là em à, cho thợ ship trong ngày luôn các bác nhé Các bác thích chỉ cần nhấc máy này, nano này em à, ship cho các bác trong ngày Còn các bác ở xa thì em à, gửi qua đơn vị giao hàng các bác nhé 13 Pro Max đây các bác này Đói. Ví dụ mình bảo hành rồi nó thay thế cái gì là nó sẽ báo các bác nhé Máy chưa qua bảo hành Đẹp zin các bác nhé Máy này nữ người ta dùng người ta nên 14 nên rất là đẹp các bác nhé Cực kỳ chất luôn các bác này Cây này em đang bán với giá là 21 triệu các bác nhé Bao ship cho các bác toàn miền Bắc thôi giờ dạ không dám toàn quốc nữa bởi vì người ta không nhận các bác nhé Còn các bác ở gần thì có thể qua nhà em xem trực tiếp Địa chỉ nhà em tại Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương Bên cạnh điện máy xanh Cầu Giàm các bác nhé Các bác cứ qua xem trực tiếp Ngoài cây này ra thì nhà em có đầy đủ các loại hàng các bác nhé Em chỉ giới thiệu những cây mới thôi Còn ngoài ra thì nhà em còn 6S và nút Rồi 6S, rồi 7 và nốt, rồi 8 và nốt, rồi XS, XS Max 11, 11 Pro Max các bác nhé 12 Pro Max đầy đủ hết 13 Pro Max đây các bác này Đó, Bản VN Con này à, pin còn khá là ok các bác nhé Pin còn 91% các bác nhé Cây này mới sạc có 273 lần sạc chưa tới một năm các bác nhé các bác dùng ít nhất một ngày cũng phải sạc một lần ngày sạc hai ba lần. Rồi. Các bác mua máy nhà em rồi cứ nên đánh giá thoải mái để những người người ta chưa mua máy người ta xem những cái đánh giá đó để có nên bỏ đồng tiền ra để vào sự uy tín của em hay không nhé. Máy nhà em thì toàn làm hàng chất thôi nên cái mục giá cả nhà em bán hơi đắt nên em không so sánh với nhà ai các bạn em chỉ so sánh chất lượng của nhà em thôi. Còn giá cả anh em không so sánh bởi vì nó là hàng chất các bác nhé Hàng chất thì không bao giờ có giá rẻ các bạn Một cân thịt mông thì không bao giờ so với cân thịt khổ má hoặc ba chỉ được các bác nhé Đấy. Các bác ở gần thì qua thì em uống chè xem trực tiếp Thích cây nào lấy cây đó Vâng Em qua này em tặng luôn cho các bác một chục bánh gai Đặc sản quê hương em Bánh gai Ninh Giang các bác nhé Đấy. Cực kỳ chất luôn Đây tiện có một cây thì em cho vào phần mềm cho các bác xem luôn cho nó dễ có một cây chả đáng gì cho xem luôn phần mềm cho các bác xem luôn cái thông số kỹ thuật của cái con này các bác nhé đây các bác này sạc có 297 trăm sản xuất năm 2011 nghìn một mươi một hai đi quên tháng 10 các bác này. con này thì hết bảo hành rồi các bạn một À, A, yeah. Hết bảo hành rồi các bác nhé Mới sạc Chưa được 300 lần các bác nhé Trung bình một ngày sạc một lần Đấy, Con máy này mới dùng qua 279 lần Máy cực kỳ chất luôn các bác nhé Bản chính hãng của Việt Nam mình Bác nào thích thì liên hệ trực tiếp cho em qua hai số điện thoại 0978 336 559 và 0971336559 các bác nhé em sẽ chụp ảnh chi tiết cho các bác nhé Chụp ảnh chi tiết cho các bác về cây máy này Các bác ưng ý thì đặt hàng cho em nhé Rồi. Còn giá cả thì bên nhà em bán nó chuẩn giá em xin được tạm dừng video tại đây Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video lần sau